Bây giờ ấy, nói thật với nhau, chân thành với nhau, không phải là cứ như thế phải giải quyết với nhau ấy, thì cứ nói thẳng với nhau, chân thành với nhau giải quyết, không phải là cứ phải thế này thế kia, bảo là thật lòng ra mà nói rồi mà, thế sao hôm nay phải cứ phải giả vờ lừa nhau để đi vào cái ngày này, đi chơi với thằng khác. Nếu mà hôm nay tôi lên Hà Nội thì à không ạ, chuyện muộn riêng của em đấy, không có gì đâu. À, cảm ơn anh. Hôm nay là Hải rủ tôi đi. Đúng không? Không muốn cho anh biết. Hôm nay là Hải rủ cô đi đúng không? Đấy, rồi ok, tiếp đi. Nhưng mà tôi muốn anh biết đâu. Ừ, không muốn tôi biết, rồi thế nào nữa? Rồi cô đi với nó đúng không? Cô chấp nhận đi với nó. Và tôi cô đồng ý. Đồng ý từ hôm qua đúng không? Nó rủ đi từ hôm qua đúng không? Đúng chưa? Thì hôm qua tôi mới bảo là hôm nay đi, đúng chưa? Lừa tôi từ hôm qua. Tuần kia. Tuần kia, ừ rồi, tiếp đi, không như nào nữa. Thì để thì là bạn với anh Sơn, đương nhiên là anh Bính, đương nhiên là tôi ok tôi đi rồi. Ừ. Tôi biết thừa là anh không cho tôi đi đâu. Ừ, tôi, cô biết là tôi sẽ không cho cô đi đúng không? Rồi, tiếp đi, nói tiếp. Xong như nào nữa? Tôi nghĩ là nếu như mà đi mua đồ với nhau một tiếng thì chắc cũng không sao đâu. Ừ, đi mua đồ với nhau một hai tiếng chắc không sao đâu. Tiếp đi. Rồi ok. Tiếp. Không có sao đâu, không sao đâu. Cứ coi như em chưa biết cái gì đi. Coi như bình thường đi. Ừ, thế đúng không? Đấy, cứ nói như thế ra có phải thoải mái với nhau không? Làm gì để lừa dối nhau. Tiếp, tiếp đi. Có xong như nào đâu. Xong tôi cũng định là nếu như đến 4 giờ ấy. Ừ. Bởi vì tôi biết là anh đi rồi mà. Ừ. Gọi anh ra để biết là em đã có cái rồi và em không muốn em đi theo nữa, không em đi chờ anh. Là vì em để tình anh là bạn của anh em. Ừ. Nên em mà đi chơi với anh. Thế xong như nào nữa? Thế xong là từ đấy là tôi không cho nó bám theo nữa gì. Đúng không? Có thế tất cả là như thế gì đúng không? Thế sao mà cứ lúc đấy, từ lúc đấy bây giờ cứ phải lòng va lòng vòng làm gì? Nói thẳng với nhau như thế có phải nhưng tốt không? Nghe tôi nói không hả? Hay sao từ đấy tôi nói một câu anh chặn hỏi một câu mà? Thì rõ ràng là để cho nhau nói rồi nhưng mà cứ không nói câu. Thế là ok rồi gì? Có chuyện của ai đấy? Thanh niên để quên tiền. Thế mà sao mà phải biện cớ ra để làm gì? Nói dố linh canh tinh làm gì cho loạn đầu hết lên. Vợ làm sao? Vợ làm sao? Thế nhưng mà sao lại phải rủ nó đi chơi vào cái ngày tình yêu, ngày Valentine này? Tao không rủ mà. Tao không đi chơi với chồng. Nó rủ. Ôi thì chồng cũng rủ vợ. Nhưng mà vợ là người đồng ý nó trước. Chồng không thể chen ngang được. Thế chồng quan trọng hơn hay nó quan trọng hơn? Lần cuối. Lần đầu và cũng là lần cuối. Đồng ý, ok. Nói chung là đã đồng ý ai trước rồi không thể hủy đi được. Ờ. Đã đồng ý ai chơi không đều ý được, đúng không? Thế... Còn gì? Vợ nó không có gì hết, ok? Ờ, vợ nó không có gì hết. Thế sao cứ phải nói dối chồng linh tinh tinh? Thế cứ bảo là vợ đi chơi mua đi. Chồng không biết thì hơn thì còn. Ờ. Thế là hẹn nhau đúng vào ngày Valentine này. Sai này, bỏ chồng ở nhà để đi chơi với nó. Nói dối chồng các kiểu sang bà nhờ cả thằng ông anh, đóng giả cả thằng ông anh. Kinh nhờ. Đúng là ngày của vợ ấy, nhưng mà chồng còn cao tay hơn, ok. Chồng là đạo diễn cơ, ok. Thế bây giờ, thế có muốn đi tiếp với chồng không? Hay là như nào, nói đi. Trong tâm tâm vợ ấy, vợ như nào, con người của vợ ấy. Vợ có nghĩa, sau chồng hỏi một câu nhé. Vợ có yêu chồng không? Vợ có yêu chồng không? Trả lời, chồng không nghe rõ. Rồi đúng không? Vợ có yêu chồng đúng không? Thế... Thế vợ... Từ từ để chồng nói đã. Thế yêu chồng ấy, thế sao lại cho thằng con trai khác có cơ hội?
Nhưng mà thôi thì đấy, bây giờ bà nói tiếp đi. Nhưng mà thôi. Lý do à, bạn sắp chết rồi mà. Ờ, bây giờ lý do lại là sắp chết đúng không? Bạn nhờ nó đấy. Ờ, bây giờ lý do là... lý do là sắp chết. Thực ra là nó thử ngày mai. Ờ. Hôm qua vợ cái lúc mà vợ còn phân tâm ấy, nó bảo là hay là đi chơi với chồng ấy, là chồng nó biết là bọn nó dối rồi. Nó dối là đi thăm mấy thằng khác rồi. Chắc chắn là 100% là như thế rồi. Hôm nay chồng mới theo, ok. Và hôm nay như này đây. Phát hiện ra như này đây. Chuyện động trời. Nếu mà chồng cũng phát hiện ra chắc là vợ chồng mình vẫn bình thường đúng không? Và hình như là thằng kia với vợ chắc là chồng vẫn cũng không biết. Cũng có thể nói như vợ bảo là 4 giờ vợ gọi chồng ra đây đúng không? Thế bây giờ vợ muốn nào? Bây giờ vợ muốn nào? Vợ muốn đi chồng có làm theo đâu. Ờ thế bây giờ vợ muốn nào, vợ cứ nói rõ đi. Chồng đi con khác đi gì? Đúng không? Rồi như nào nữa? Có thể là vợ tự đi. Ờ, vợ yêu thằng khác đúng không? Hết yêu chồng rồi đúng không? Vợ không có thời gian để yêu khác đâu. Hết yêu chồng rồi đúng không? Thế chồng bảo thế nào? Không có thời gian để yêu khác được đâu, chồng ơi. Vợ thì nó biết lâu rồi. Biết gì? Biết là vợ sắp chết đó. Chúng nó sắp chết em vô nhà thì không? Ừ. Là vợ cũng gần chết rồi. Ờ, chết thì cứ bên chồng đi. Thế lúc nào chết? Chết là một cái chồng này. Sao mà phải chết mà phải nghĩ ra đủ trò lừa nhau thế này? Chồng khổ lắm. Ờ, không khổ, chồng đã bảo rồi. Yêu nhau ấy, hết nhau thì hết hết yêu ấy, chỉ có hết yêu thôi. Còn chả có lý do nào chia tay cả. Đấy. Bây giờ vợ lại còn... Hôm nay chồng bắt được vợ còn... còn bảo là đi lên đây, đi lên lằng nhằng, vợ còn chạy, còn trốn cơ. Đáng nghĩa hôm nay chồng lên Hà Nội là vợ còn vui vẻ với nó rồi. Không tôn trọng người yêu, đi chơi với thằng khác. Thế vợ có sai không? Vợ có sai không? Vợ có phải là người sai không? Vợ sai vì vợ nói dối rồi. Đáng nghĩa vợ biết giấu, nhưng mà tôi cho chồng biết gì hơn. Ờ, không biết chồng vợ đi chơi với thằng khác nhờ. Đi chơi với nó mấy tiếng, ôi sướng thế. Thế đéo nào bây giờ nó trốn đâu rồi? Sao bảo ra đây đi, chồng nói chuyện với nó, thẳng mặt nó này, thẳng mặt nhau nói chuyện này. Nó rủ vợ đi chơi mà, vợ đồng ý mà. Đi chơi Valentine với anh nhá, anh tặng quà cho. Nhờ. Và bây giờ bị phát hiện rồi, chia tay đi, vợ muốn không muốn chồng mới khổ, vợ sắp chết rồi, chia tay, biện mọi lý do ra để chia tay. Đúng là có đúng là con người của bạn như thế không? Bây giờ vợ hỏi chồng có muốn chia tay không nữa. Thế vợ nghĩ chồng có muốn chia tay không? Từ nãy đến giờ. Thế bây giờ vợ muốn gì? Vợ muốn chia tay chồng gì? Chấm dứt gì? Để vợ thoải mái đúng không? Thế vợ muốn cái gì? Bây giờ cái gì chồng biết rồi. Thế vợ vẫn còn muốn đuổi chồng gì á? Hay như nào? Ăn nằm với nhau bao nhiêu lâu rồi? Mấy tháng rồi? Có với nhau những gì rồi? Thế bây giờ chia tay thì như nào? Vợ đã đi đến mấy thằng khác gì? Hứa hẹn với nhau những gì rồi? Và bây giờ làm với nhau như này có đáng không? Tôi không thể thực hiện được. Chả có gì không thể thực hiện được. Vợ vẫn đang bình thường, đang sống khỏe bình thường, chả có gì không thực hiện được. Bố mẹ vợ chưa biết đúng không? Hay là như nào? Chưa biết. Chưa biết vợ bị bệnh hay là như nào. Này nhá, bố mẹ chả bao giờ để cho con bị bệnh mà không đi chữa cả nhá. Vợ nói thế là chồng cũng tin rồi. Thì nữa chồng dẫn vợ đến tận nhà vợ, chồng bảo bố mẹ vợ, ok. Chồng nghĩ bố mẹ vợ không biết. Vợ bảo với chồng là bố mẹ vợ không biết bệnh. Không biết.
có thuốc uống. Chồng nói gì? Ấy vợ chồng nói những câu đấy, bây giờ vợ xem vợ như nào. Bây giờ mục đích của vợ ấy duy nhất bây giờ chỉ là muốn chia tay chồng đúng không? Khi sau khi chồng nó phát hiện ra chuyện này, và bây giờ điều duy nhất bây giờ vợ nghĩ được trong đầu là chia tay. Thế là nhanh nhất đúng không? Trong khi đã ăn ngủ với nhau bao nhiêu lâu rồi, nằm với nhau bao nhiêu lâu rồi, bây giờ nghĩ một cách đơn giản như thế là chia tay nhau, thế là hết đúng không? Chuyện gì của vợ chồng cũng biết nhưng mà chồng không nói thôi. Chồng không nói ra thôi, xem vợ diễn như nào thôi, ok. À bây giờ vợ đối xử với chồng như này đi. Biện mọi lý do ra để như này.